Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xã Xuân Phương, huyện Phú Bình và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xã Tân Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đây là trận đấu giao hữu giữa hai đội. Tôi xin giới thiệu qua về đội hình của hai đội. Ở trận đấu đầu tiên này thì đội tuyển Tân Trung phía gần màn ảnh các bạn và đội tuyển Xuân Phương phía xa màn ảnh các bạn. Sau đây trận đấu bắt đầu. Đội tuyển Xuân Phương được phát bóng trước. Đỗ Lợi phát bóng. Rõ mà. Mặc dù đây là trận giao lưu thôi nhưng hai đội này rất nhiều duyên nợ. Đập bóng tốt, bóng trong sân. Điểm số đầu tiên cho tuyển Xuân Phương. Tỷ số bây giờ là 1-0 cho tuyển Xuân Phương. Xuân Phương phát bóng. Mình cũng xin giới thiệu các bạn là đây là mặc dù là trận giao hữu cũng như mình đang nói là trận trước rồi, hai đội đây là rất nhiều duyên nợ. Trong lịch sử ít khi đội tuyển Xuân Phương thắng được đội tuyển Tân Trung. Nhưng chuyển sang một thời gần đây cũng nhiều Việt Nam và Thái Lan đấy các bạn ạ. Trong lịch sử thì chưa bao giờ thắng Thái Lan, nhưng mà trong thời gian gần đây một số trận đấu đều toàn bộ thắng Thái Lan. Bóng không qua lưới, điểm 2-0 cho Xuân Phương. Tức là trong vòng khoảng một năm nay thì đội tuyển Xuân Phương mới lấy lại được sự thăng bằng và luôn được dòng trong các trận đấu giao hữu đến và kể cả những trận đấu giải với đội Tân Trung. Bóng trong sân. Phát ra bóng vừa rồi là bóng trong sân, điểm số thứ 3, 3-0 cho Xuân Phương. Số 8 Quỳnh Như phát bóng. Bóng không qua lưới. 4-0 cho Xuân Phương. Cố gắng lên, 3-4-0 rồi. Mở màn trận đấu chắc đội tuyển Tân Trung. Không được rồi, không được rồi. 5-0 cho Xuân Phương. Chắc đội tuyển Xuân Phương, đội tuyển Tân Trung với cái tâm lý chắc không ổn định. Mở màn trận đấu đã bị dẫn 5-0. Mặc dù đây không phải là đấu giải các bạn ạ, nhưng mà các bạn biết là cái màu cờ sắc áo của mỗi đội rất lớn. Họ chiến đấu vì danh dự của đội mình thôi. Như vậy là bóng ngoài sân. Phát là bóng của cầu thủ áo vàng vừa rồi là bóng ngoài sân. 6-0 cho Xuân Phương. Bóng không qua lưới nữa. 7-0 cho Xuân Phương. Liên tục dân điểm. Đồng Luận phát bóng. Không được rồi. Pha đánh bóng ngoài sân. Điểm số đầu tiên cho tuyển Tân Trung. Tỷ số bây giờ là 1-7. Tuyển Tân Trung phát bóng. Mặc dù đây là không phải là đấu giải nhưng vì màu cờ sắc áo bóng trong sân. Như vậy là 8-1 cho Xuân Phương. Vì màu cờ sắc áo hai đội đánh rất hết mình các bạn ạ. Nó đỡ bóng. Nó chịu đưa tay ra. Thôi được rồi. Pha bóng lần lưới. Điểm số thứ hai cho tuyển Tân Trung. 2-8. Dưới cao lắm không ấn được. Bóng không qua lưới. 3-8 cho Tân Trung. Hai đội này đến với địa điểm thi đấu này là địa điểm trung gian. Không đội nào là chủ nhà các bạn ạ. Không đội nào là chủ nhà ở sân đấu này. Bởi vì đội Xuân Phương xuống đến sân đấu này cũng khoảng 5-6 cây. Và đội Tân Trung lên đến sân đấu này cũng khoảng 3-4 cây. Bóng không có lưới. Điểm số bây giờ là
9-4 cho Tân Trung. Nền bóng chuyền hơi của Tân Trung không được rồi, bóng không qua lưới. 5-9 cho Tân Trung. Nền bóng chuyền hơi của Tân Trung có vẻ dài lớn hơn nền bóng chuyền hơi của Xuân Phương. Bóng không qua lưới. 6-9, khoảng cách bây giờ chỉ còn 3 điểm cho Tân Trung. Bóng chuyền hơi mới phát triển mạnh ở Xuân Phương mới được 2 năm, nhưng ở Tân Trung cũng đã có bề dày khoảng 4-5 năm rồi các bạn ạ. Nên giai đoạn đầu Xuân Phương xuống đi đánh với đội Tân Trung thì chuyên thua. Chỉ khoảng 6 tháng, 7 tháng trở về đây thì họ mới giành phần thắng trước đội tuyển Tân Trung. Như vậy là bóng ngoài sân 7-9 cho Tân Trung, khoảng cách chỉ còn 2 điểm. Mặc dù bị dẫn trước 7-0 nhưng đội tuyển Tân Trung đã lại lỗi ngược dòng. Liệu ngược dòng không các bạn? Bóng không qua lưới. 10-7 cho Xuân Phương. Cũng như mình giới thiệu vừa rồi thì đây là sân đấu ở vị trí thứ 3, tức là sân đấu trung gian, trọng tài trung gian, không có bóng không qua lưới. 11-7 cho Xuân Phương. Sân đấu, vị trí sân đấu và trọng tài là một vị trí trung gian. Không biết nào là đội chủ nhà cả. Bóng ngoài sân 12-7 cho Xuân Phương. Như vậy là bóng ngoài sân, đổi điểm cho Tân Trung 8-12. Tuyển Tân Trung có bóng. Bóng không qua lưới rồi. 9-12 cho Tân Trung. Các bạn xem video này nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều trận đấu bóng chuyền hơi hay ở trong khu vực mình nhé. Bóng ngoài sân. Như vậy bóng ngoài sân, điểm cho Xuân Phương 13-9. Chín cho Xuân Phương. Pha vừa rồi đã bóng ngoài sân của các cầu thủ Tân Trung. Điểm số cho Xuân Phương. Vân Vạn phát bóng. Không được rồi. Pha đánh bóng không hiểu nhau của đồng luận. Điểm số cho Tân Trung 10-14. Khoảng cách còn 4 điểm. Đây vừa là trận giao lưu vì một cờ sắc áo, cũng vừa là tăng các cầu thủ tăng sự tập luyện. Bóng không qua lưới rồi. Điểm cho Xuân Phương 15-10. Cũng là một buổi tập luyện có ý thức với cầu thủ của cả hai đội.
bỏ nhỏ thành công. 16 10 cho Xuân Phương. Như vậy là bóng trong sân. Đổi điểm cho Tân Trung 11 16. Đập bóng tốt. Điểm cho Xuân Phương 17 11. Ở cái góc quay này thì ít khán giả đấy, bởi vì khán giả lại ngồi về phía đằng sau máy quay này. Ít khán giả quá. Bóng ngoài sân. Điểm cho Tân Trung 12-17. Bóng không qua lưới rồi. 18-12 cho Xuân Phương. Đập bóng tốt. Điểm cho Tân Trung 13-18. Và bóng lật lưới, bỏ nhỏ thành công của tuyển Tân Trung 14-18 cho Tân Trung. Mười lăm mười tám cho Tân Trung, như vậy khoảng cách chỉ còn 3 điểm. Bóng ngoài sân, đổi điểm cho Xuân Phương 19-15. Qua video này mình xin gửi lời nhắn tới tất cả chị em bóng chuyền hơi Tân Trung là lần sau đi giao lưu thì nên mặc đồng phục vào nhé. Và nếu ai chưa có đồng phục thì sẽ xin gặp anh Lợi ở Tân Trung, anh sẽ tài trợ, hoặc lên mình sẽ tài trợ nhé. Thiếu công này đi lái xe đúng không? Xe taxi rồi biết rồi. Không rồi, bóng ngoài sân, điểm cho Xuân Phương 19 15. Đâu có đứa công mạnh nhất thì bạn bóng không qua lưới 21-15. Như vậy kết thúc trận đấu giao hữu đầu tiên thì đội tuyển Xuân Phương thắng đội tuyển Tân Trung với tỷ số là 21-15.